Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của Otofun. Như các bạn có thể thấy, ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc Porsche Panamera. Porsche Panamera thì nhiều người cũng biết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi có đây, đó là chiếc Panamera bản Sport Turismo. Sport Turismo là bản Porsche Panamera được kéo dài, giống như một chiếc Station Wagon. Station Wagon là dòng xe giống như Inova ấy, nó thế cho các bạn dễ hiểu. Tức là phần đuôi nó sẽ không giống như chiếc Porsche Panamera bên cạnh tôi đây nữa, mà nó sẽ kéo dài ra. Còn lại các thiết kế gần như vẫn được giữ nguyên. Vậy thì cái chiếc Porsche Panamera bản Turismo này nó có gì khác với Panamera thông thường? Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong clip lần này. Thì cái khác biệt lớn nhất của Porsche Panamera bản Turismo so với một chiếc Panamera thông thường đó là ở thiết kế phần đuôi này. Thì cái ngôn ngữ thiết kế thì nó vẫn giống như bình thường thôi, vẫn là đèn kiểu đèn hậu truyền thống của Porsche kéo dài ra hai bên. Nhưng cái khác biệt lớn nhất đó là cái phần nắp cốp này, nó sẽ được làm cao lên, to hơn, dẫn đến cái việc thể tích cốp bên trong nó được tăng lên thành gần 600 lít, tương đương với cả những chiếc xe crossover cỡ B. Còn đây là không gian cốp của chiếc Porsche Panamera Turismo. Và các bạn có thể thấy là cái khoang để cốp này nó khá là rộng. Ở đây có thể để vừa khoảng tầm 4 đến 5 cái vali du lịch thông thường. Ngoài ra thì bản Turismo còn có tùy chọn gặp cái hàng ghế thứ hai này để tăng thể tích khoang chứa đồ lên gần 1.300 lít. 1.300 lít thì để được có khi cả cái tủ lạnh. Động cơ của chiếc Panamera Turismo đứng bên cạnh tôi đây là loại V6 3.0 lít tăng áp kép, công suất 330 mã lực. 330 mã lực nghe thì có vẻ là hơi khiêm tốn với một chiếc xe thể thao hạng sang như thế này. Tuy nhiên, công suất động cơ của Porsche nó hiệu quả hơn nhiều so với các hãng xe khác. Ví dụ một chiếc Porsche 911 đời 92 2019 công suất chỉ khoảng tầm hơn 400 mã lực thôi, nhưng khả năng vận hành của nó có thể tương đương với những chiếc xe thể thao khác công suất 500-600 mã lực. Còn đây là cái ghế lái của chiếc Porsche Panamera bản Turismo. Thì nó cũng giống hệt như cái Panamera bản thông thường thôi, vẫn là cái khoang nội thất đặc trưng của Porsche với vô lăng bọc da 3 chấu, màn hình trung tâm cảm ứng lớn, gỗ rất là đẹp. Cái màu gỗ mà nó hơi bị đảo màu, chuyển màu từ đậm sang nhạt như này nhìn trông nó rất là sang trọng, nó cực kỳ tiệp màu với cả nội thất bọc da của nó. Hầu hết các bấm vật lý ở trên Panamera này đã được loại bỏ, thay vào đó là nút bấm cảm ứng. Vị trí ngồi thoải mái, hơi bị thấp so với một chiếc sedan thông thường để tạo cảm giác thể thao. Cần số đặt ở vị trí cực kỳ hợp lý, và tôi đặc biệt thích cái kiểu cần số truyền thống như thế này. Nó thêm một chút gì đó hiện đại thôi, chứ còn không cái kiểu là chuyển các cần số ra đây hoặc là dùng nút bấm các thứ. Nó làm mất đi hoàn toàn cái phong cách cảm giác thể thao khi mà chúng ta lái một chiếc xe mạnh như một chiếc Panamera này. Nói đến Porsche mà tính ở xe thể thao mà không nói đến phần vô lăng thì còn thật là một thiếu sót lớn. Vô lăng của Porsche theo cảm quan cá nhân của tôi là một trong những cái vô lăng thiết kế đẹp mắt nhất trong thế giới ô tô bây giờ. Vô lăng 3 chấu, các nút bấm được bố trí một cách cực kỳ hợp lý với hai nút xoay ở đây. Cơ khí của người Đức làm các nút bấm như thế này, các cụm cái xoay nó vẫn mượt nhưng mà nó lại có cảm giác là nó chắc chắn. Ở phía sau chúng ta có cái lẫy chuyển số được làm bằng kim loại, không phải là cái loại nhựa như chiếc xe giá rẻ khác. Còn ở đây là một chi tiết khá là truyền thống đã theo các dòng xe Porsche hàng chục năm, đó là chìa khóa cắm bên trái. Chi tiết này thì lấy cảm hứng từ việc thời những năm 1950, 60 Porsche hay tham gia các giải đua Le Mans. Thì tay đua khi mà lên xe thì sẽ phải cắm chìa khóa bằng tay trái, tay phải để ở cần số, chân trái để ở trên côn, chân phải để ở trên ga. Như thế cả 4 chi của tay đua đều được sử dụng, giúp cho việc khởi động xe một cách nhanh nhất. Ngày nay thì cái việc đó nó không còn cần thiết nữa, nhưng Porsche vẫn cố gắng giữ lại cái chi tiết này như là một cái đặc trưng bản sắc của hãng xe đó. Còn bây giờ thì tôi đang được ngồi sau cái hàng ghế thứ hai của Porsche Panamera bản Turismo. Thì như các bạn có thể thấy là tùy chọn của chiếc Panamera này là ghế bọc da màu nâu, phối trùng màu với cả màu gỗ ốp màu nâu nhạt, được sơn một lớp bóng nhìn trông rất là sang trọng. Thì cái khác biệt lớn nhất giữa bản Turismo với bản sedan thông thường đó là cái không gian phía sau. khoảng để đầu của tôi vẫn còn khá là rộng hơn hẳn so với việc ngồi trên một chiếc Panamera bản sedan. Còn để chân thì cũng ở mức trung bình khá thôi, không được rộng rãi cho lắm, vì muốn dĩ đây là một chiếc xe hướng đến phong cách thể thao đặc trưng của Porsche. Ở giữa đây thì chúng ta sẽ có một cái cụm điều khiển trung tâm cho hàng ghế sau. Đây là các cửa gió điều hòa cho hàng ghế này. Bình thường nó sẽ ở trạng thái đóng như này để nó tiệp một màu đen với cái cụm điều khiển, trông nó sẽ liền mạch và đẹp hơn. Gần như tất cả các nút bấm vật lý đã được bỏ, thay vào đó chúng ta sẽ điều khiển bằng nút cảm ứng ở đây. Ở giữa đây là tùy chọn cấu hình ghế 2+2. Ngoài ra bản Turismo sẽ có thêm một cái tùy chọn khác, đó là ghế 4+1. Hàng ghế sau sẽ thêm một cái ghế ngồi ở trung tâm này, và cái ghế ngồi trung tâm ấy, tôi thấy nó khá là bất tiện khi mà chúng ta vẫn sẽ phải để quấn cái cục điều hòa trung tâm, điều hòa ghế sau ở đây, và ngồi sẽ phải dạng hai chân hai bên. Nó khá là khó chịu khi mà không gian hàng ghế thứ hai của Panamera không phải là quá rộng rãi. Cho nên chiếc xe bản có mặt tại showroom Porsche Hà Nội này, chủ nhân của nó đã không chọn cái tùy chọn ghế 4+1 đó và để nguyên là 2+2 như cơ bản. Vậy thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể sở hữu một chiếc xe vừa có thể chở gia đình, vừa mang lại cảm giác tốc độ thể thao như chiếc Porsche Panamera Gran Turismo này? Thì câu trả lời là 5,6 tỷ cho phiên bản cơ sở. Còn với phiên bản mà tôi vừa cho các bạn xem, nó lên đến gần 7 tỷ đồng do chủ nhân của chiếc xe đã mua thêm nhiều gói tùy chọn khác của Porsche. Ví dụ như là bộ vành hợp kim 21 inch giá 250 triệu, gói Sport Turismo giá tương đương như thế nữa, đẩy giá trị chiếc xe lên rất là cao. Vị trí là khoảng 1 tỷ đồng cho liên quan option. Vậy theo các bạn, cái giá đó có xứng đáng với chiếc xe này không? Hãy cho chúng tôi biết ở phía comment bên dưới. Và cuối cùng, đừng quên subscribe và theo dõi channel của Otofun. Cảm ơn và hẹn gặp lại.